cho lại cái điểm ảnh vẫn là cực kỳ là sắc nét này, không còn phải là mình làm màn hình LCD nữa. Đấy, size thì rất là nhỏ, anh em nhìn trên máy rất là nhỏ. Màu đen thì em thấy màu đen thiết kế nó là khá là đẹp đấy. Màu đen anh em nào nam thì đeo màu đen này rất là đẹp. Đấy. Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Kawatt. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một mẫu đồng hồ mới, mẫu phiên bản S10 Pro phiên bản Gen 4 anh em nhé. Riêng phiên bản Gen 4 và là V2. Đấy, thì đây bao bì hộp nó sẽ thế này, nó sẽ ghi hiển thị là S10 Pro nhé, Gen 4 đấy. Và hộp nó sẽ thiết kế y hệt như bản V1 đấy, nhưng mà nó sẽ có cải tiến một chút về giao diện đấy. Ngoài ra thì con đồng hồ này thì nhà sản xuất nó sẽ tặng cho anh em một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này, và một cách nắp dây, và một khe sim, và một sạc của nó là sạc không dây anh em nhé. Và con này nó sẽ vẫn tặng cho anh một cái ốp đấy, ốp đây nhá, ốp nhá anh em nhá, và một cái ốp này để ốp viền cho nó tránh xước nhá. Và phiên bản Gen 4 V2 này thì nó sẽ có những cái thay đổi gì thì anh em sẽ đi vào review chi tiết con đồng hồ này anh em nhá. Thì phiên bản Gen 4 V2 thì nó sẽ làm lại hình nền mặt quad face, anh em nhìn không? Hình nền mặt quad face này của nó thì rất là đẹp. Đấy anh em nhìn này, hình nền mặt quad face của nó thì cực kỳ là đẹp. Đấy. Nó sẽ hỗ trợ cho anh em đầy đủ các tính năng. Đấy. Thì con bản Gen 4 Gen 2 này thì nó sẽ giao diện nó sẽ cải tiến hơn. Đấy, màn hình sẽ là 160Hz, cực kỳ là mượt mà em nhé. Màn hình nó sẽ là màn hình AMOLED. Đấy anh em nhìn không? Màn AMOLED nó rất là nó sẽ mang lại chất lượng hình ảnh cực kỳ là sắc nét anh em nhé. Giao diện thì cực kỳ là đẹp soi bản V1 anh em nhé. Đấy, bản V2 thì anh em có thể thay đổi như thế này. Đấy, đây là các kiểu giao diện của đồng hồ được. Anh em có thể thay đổi kiểu giao diện trực tiếp ở trên đồng hồ này. Đấy. Thì con này nó sẽ nâng cấp đáng chú ý nhất của nó hiện tại. Đấy, nâng cấp đáng chú ý nhất thì con này sẽ dùng cho anh em là. Đây, em sẽ vào chi tiết máy nhé. Đây. Phiên bản phần mềm. Đấy thì nó sẽ là đã từ nâng cấp từ hệ thống Android 8.0 lên 9.0 nha anh nhá. Từ 8.1 ấy lên 9.0, và phiên bản phần mềm của nó là 2.0.9.3. Đấy. Thì phiên bản này thì nó sẽ hỗ trợ bộ nhớ dung lượng của nó, RAM của nó sẽ là 8GB anh em nhá. Đây, RAM của nó 8GB này. Đấy, RAM 8GB này. Đấy, trạng thái tín hiệu máy này. Đấy, tình hình mức pin này và trạng thái sim này, thông tin địa chỉ email cực kỳ cụ thể nhá. Nó vẫn hỗ trợ Bluetooth cho anh em và thời gian hoạt động của nó đây anh em nhá. Đấy nhá. Ví dụ là con này thời gian hoạt động nó sẽ chi tiết như thế. Ngoài ra thì con này sẽ có bộ nhớ của nó sẽ là 128GB anh em nhá. Bộ nhớ của máy đấy xem là 128GB. Đây em sẽ cho anh em xem cái bộ nhớ của máy đây. Đây, bộ nhớ của máy sẽ là 128GB anh em nhá. Đây nhá, đã sử dụng này. Bộ nhớ sử dụng của nó sẽ tối đa nâng cấp cho anh em xem là được 128GB. Đấy, các ứng dụng khác 1.3GB. Thế anh em có thoải mái lưu trữ. Còn con này nó sẽ vẫn hỗ trợ cho anh em được. Đấy, nó vẫn hỗ trợ cho anh em là các tính năng cơ bản như đây. Wi-Fi này, mạng di động này, nắp cổ tay sáng màn hình anh em nhá. Đấy, nắp cổ tay sáng màn hình này. Đây này, các giao diện, các tệp này. Anh em có thể là xem tùy chỉnh trực tiếp ở trên đây được. Đấy. Ngoài ra thì con này nó vẫn hỗ trợ cho anh em các tính năng thể dục thể thao, đến bước đi rồi quay số nhá, trợ lý áo rồi dọn dẹp, rồi huyết áp, rồi đo nhịp tim, rồi nhắn tin, tất cả lịch, tất cả các đầy đủ nhá anh nhá. Hỗ trợ cho anh em đầy đủ và có hỗ trợ cho anh em phần trợ lý áo nữa. Đây anh em có thể dọn, ngoài ra anh em có thể dọn dẹp bộ nhớ trực tiếp được ở đây. Đấy, tăng tốc bộ nhớ này. Đấy. Thì con này về thiết kế thì anh em có thể thấy rằng con này thiết kế size nhỏ hơn nhé. Những anh em nào lần trước đã chê những con Gen 2, phiên bản Gen 2, Gen 3 V1 đến là size của nó to, nhưng con này đã giờ đã chỉnh chuẩn về size của nó là sẽ là 44mm anh em nhé, 44mm. Và đằng sau nó sẽ vẫn là có chốt thay dây anh em nhé, có chốt thay dây này, hai chốt thay dây này, đằng sau vẫn là cụm cảm biến và sạc không dây. Đấy, con này thì thiết kế từ dạng là viền nhựa thì bây giờ nó đã nâng cấp lên là dạng viền nhôm anh em nhìn không. Đây là thiết kế viền nhôm này, và đây nó là khe sim của anh em. Đây nó là khe sim, đây em sẽ mở khe sim cho anh em xem. Con này nó sẽ vẫn hỗ trợ cho anh em đầy đủ khe sim nhé. Đây khe sim này. Đây, anh em có thể mở khe sim trực tiếp ở trên đây. Đấy, thì con này nó sẽ hỗ trợ cho anh em. Đây, nó sẽ hỗ trợ cho anh em đầy đủ khe sim. Anh em có thể nắp sim được vào. Đấy, hỗ trợ đầy đủ khe sim anh em nhé. Đây anh em có thể nắp sim trực tiếp ở trên đồng hồ được.
Đấy, rất là hay. Đấy, anh em có thể lắp sim được trực tiếp trên đồng hồ. Con này thì vẫn hỗ trợ cho anh em lắp cổ tay sáng màn hình thôi nhá. Đây, lắp cổ tay sáng màn hình em sẽ chỉnh cho anh em xem này. Úp tay tắt màn này, úp tay tắt màn, lắp cổ tay sáng màn hình. Đấy, và nó sẽ giao diện chờ hình chờ như thế này, giao diện đẹp không em? Đấy, giao diện rất là đẹp. Ngoài ra thì nó vẫn hỗ trợ đầy đủ các tính năng, em sẽ đi qua một số tính năng của đồng hồ. Con này nó có chức năng chụp ảnh này. Đấy, nó có cho phép chức năng chụp ảnh này. Đấy, chụp ảnh, quay ảnh. Đây là camera, vẫn là camera hỗ trợ 180 độ nhá anh em nhá, 190 độ. Đấy, em có thể cái camera nhỏ anh em có thể rút ra này. Rút ra này. Anh em để điều chỉnh này. Đấy, camera của nó sẽ vẫn hỗ trợ 180 độ cho anh em. Vẫn hỗ trợ cho anh em chỉnh phát nhạc đầy đủ nhá. Đấy, chuyển hình phát nhạc này, rồi cuộc gọi này. Đấy, cuộc gọi này. Rồi hỗ trợ album ảnh đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, hỗ trợ album ảnh này. Rồi có chắc chức năng nghe nhạc nhá, có thể tải nhạc về nghe nhạc đầy đủ trực tiếp trên đồng hồ được. Ngoài ra thì nó có hỗ trợ thể dục thể thao anh em nhìn không? Các môn thể dục thể thao, nhảy dây, đi bộ rồi. Ngoài ra thì con đồng hồ này nó có thể thêm tính năng đo huyết áp cho anh em nhé. Đo huyết áp cực kỳ là chính xác nhé. Đấy, cảm biến này. Đấy, tính năng đo cực kỳ là chính xác cho anh em này. Ngoài ra có chế độ đo nhịp tim đây. Đây đo nhịp tim đây. Đấy. Rồi đo lượng oxy trong máu. Đấy, đo lượng oxy trong máu đây. Đấy, bão hòa oxy trong máu này. Ngoài ra thì có trình duyệt Siri. Đấy. Trình duyệt Siri là trình duyệt Google ấy nhá. Anh em có thể truy cập vào trình duyệt này để xem. Thì ở đây nó có những phần YouTube các kiểu thì anh em có thể xem trực tiếp được ở trên đồng hồ. Đấy. Nó sẽ loát một tí này. Anh em thấy không? Nó sẽ loát một tí này. Rồi, đấy nó loát này, anh em có thể xem này. Đấy. Ngoài ra anh em chỉnh to nhỏ, tăng giảm âm lượng trực tiếp ở trên đây nhá. Đấy, thì anh em có thể chỉnh trực tiếp ở trên cái icon này được. Icon nút trợ lý ảo đấy. Và đây là short nhá. Ấn vào short thì anh em có thể hai vợ chồng cùng đấy, loa rất là to anh em nhé. Sẽ được ăn nhiều. Đấy. Đấy. Không cần phải lột vỏ đâu, chỉ cần cắt phần đầu của quả dưa hấu, lật lại và bắt đầu cắt 4 nhát theo trong video là được. Cách làm này rất nhanh và tiện. Anh em thấy không? Size của nó rất là nhỏ. Nên là anh em nào tay bé hoặc là các anh hoặc là các anh mua cho con mình, con trai, con gái đều được anh em nhé. Size rất là nhỏ thôi. Con này thì hỗ trợ size của nó, nếu mà so với thực tế bên ngoài em đo là nó là tầm 42 đến 44 mm. Đấy, thì anh em có thể mua cho con được, con mình sẽ đeo rất được và nó rất hợp. Con này thì thiết kế của nó sẽ không còn to, như không còn dày anh em nhé, mà thiết kế của nó bên viền của nó cực kỳ là mỏng, anh em nhìn không? Viền của nó thiết kế cực là phần cực là mỏng và wifi nước rất là khỏe. Con này RAM 8GB nên là hỗ trợ cho anh em là khi mà nước web ấy, lẫn giao diện của nó rất là mượt anh em nhìn không? Đây trải nghiệm của nó trên TikTok này, nước rất là mượt mà không có độ khựng anh em nhé. Đấy, rất là đẹp này. Ngoài ra thì nó sẽ cài sẵn cho anh em, đây nó sẽ cài sẵn cho anh em được cả phần mềm TikTok này, TikTok này và phần mềm Facebook. Đấy, nó đã cài sẵn rồi anh em nhé. Đấy, rồi anh em muốn trẻ để chế độ tiết kiệm pin thì nó cũng có chế độ siêu tiết kiệm pin. Đấy, thì nó sẽ bật cho anh em thời gian con này sử dụng nước liên tục nó sẽ là 6 đến 7 tiếng và thời gian dùng của nó bình thường nó sẽ nâng cấp từ 1 đến 3 ngày thì giờ nó sẽ là 2 đến 4 ngày. Đấy, con này sẽ dùng pin bộ một pin của nó dung lượng của nó sẽ là 1800 mAh. Đấy, con này đã nâng cấp so với bản Gen 2 V1. Đấy, là rất nhiều. Bản này là bản đặc biệt nhé, đặc biệt chỉ có shop em có thôi. Đấy, anh em làm biết đấy, những cái bản hiện tại trên thị trường nó chỉ có RAM là 2, RAM của nó 2GB và bộ nhớ của nó 32, nhưng con này nó đã làm rất là tốt. Con này là bản đặc biệt của anh em hôm nay, nó sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ là bộ nhớ dự lưu trữ tối đa của nó là 128GB. Đấy, rất là nhiều. Đấy, mà giá của nó chỉ nhỉnh hơn một tí thôi, nhỉnh hơn 100 đến 200 nghìn thôi. Nên là anh em mà không mua con này thì là hơi phí. Đấy, về đây nước TikTok anh em sẽ cho anh em xem được cái trải nghiệm của RAM 8GB. Anh em thấy không? Khi mà nước TikTok vào chơi của nó rất là nhanh. Đấy này, không có độ trễ gì cả. Đấy, rất là khỏe, rất là mượt mà không có độ giật lag thì anh em nhé. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Loa của nó to, khá là to. Đấy. Nếu ở chế độ ồn thì anh em mình vẫn thoải mái nhé. Đấy. Rất xem màn hình rất là sắc nét đúng không anh em? Con này màn hình AMOLED của nó 160Hz cho lại cái điểm ảnh rất là cực kỳ là sắc nét này. Không còn phải là mình làm màn hình LCD nữa. Đấy, size thì rất là nhỏ, anh em nhìn trên máy rất là nhỏ. Màu đen thì em thấy màu đen thiết kế nó là khá là đẹp đấy. Màu đen anh em nào nam thì đeo màu đen này rất là đẹp. Đấy. Nước chưa có một độ khựng nào nhá, máy không hề nóng này, dùng một thời gian nhưng máy không hề nóng. Rất nhiều con dùng như thế này nhưng mà được một thời gian
được một lúc đầu 10 đến 20 phút đầu thì nó sẽ rất là nóng, nhưng mà con này sẽ nó không rất, nó sẽ không nóng cho anh em nhé. Đây, anh em vào giao diện chính này, anh em thấy không? Test độ mượt của nó này, không có độ mượt gì luôn, zoom to nhỏ này, đấy nhìn không? Mượt như thế này cơ mà, anh em thấy không? Trải nghiệm không có độ khựng gì cả đấy. Phản hồi, độ phản hồi rất là tốt, RAM 8GB nó phải nói là thật sự là RAM 8GB nó làm quá tốt luôn. Đấy, RAM 4GB thì nó vẫn còn có độ trễ, nhưng mà riêng RAM 8GB anh em thấy cái độ RAM của nó tăng gấp đôi. Nó cho cái trải nghiệm của anh em cực kỳ là mượt mà đấy, sắc nét đấy. Em để cái này mà không thoải mái này, anh em hiểu không? Em chỉ cần test thế này thôi là anh em biết là cái độ mượt của nó thế nào, cái độ lắc này không có một độ delay nào cả. Đấy. Nên anh em nào có điều kiện kinh tế một chút, giá của nó sẽ dao động hơn 1,6 triệu đấy, thì anh em nào có điều kiện kinh tế nên mua con này. Đấy, theo em là nên mua con này. Em đánh giá con này về thiết kế thì cực kỳ là đẹp. Đánh giá điểm cộng của nó là thiết kế là viền kim loại. Đấy. Và thứ hai là con này sẽ có chút thay dây, và nhà sản xuất tặng kèm thêm một cái ốp này nữa là quá là tuyệt vời rồi. Ngoài ra họ sẽ dán cho anh em một cái mặt, đây là cái mặt dán nha anh em nhé, dán cho anh em một cái mặt dán sẵn rồi, mặt cường lực dán sẵn rồi. Ngoài ra shop em tặng thêm cho anh em một cái dán cường lực nữa và một cái dây nữa, một dây nữa. Ngoài cái dây cơ bản của đồng hồ này thì sẽ tặng thêm cho anh em một cái dây vải nữa. Đấy, Ocean Bank rất cực kỳ là đẹp nha anh em nhé. Đấy, con này thì hỗ trợ RAM của 8GB, đầy đủ các chức năng đèn pin này, đo nhịp tim, huyết áp, rồi chế độ ghi âm, chụp hình, quay video, tất cả đầy đủ. Lắp sim 4G đến và hỗ trợ cho anh em tối đa 5G, khi nào nhà mạng có 5G nó con này sẽ hỗ trợ cho anh em tối đa là 5G được nhá. Và hệ Android bây giờ nó sẽ là Android mới nhất 9.0. Đấy. Cái thứ hai là con này đánh giá thời lượng pin của nó khá là tốt. Đấy. Rồi mặt hình nền thì anh em nhìn theo, cái mặt hình nền nó khá là đẹp. Đấy, mặt hình nền khá là đẹp. Đấy. Mặt hình nền con này nó có màn hình nền chờ đây, anh em nhìn không? Giao diện về màn hình nền, em thích cái màn hình nền này, hình ảnh động. Đấy. Về thiết kế thì đánh giá điểm cộng với con này 9 điểm. Về thời lượng pin thì đánh giá nó sẽ tốt hơn tất cả con khác trên thị trường đồng hồ lắp sim này. Đấy, nên em đánh giá 10 điểm với con này. Về cái thứ hai về tính năng hiệu năng của con này thì nó khá là mượt, RAM khỏe, máy khỏe và không có không nóng pin. Không nóng pin, dùng một thời gian nó không nóng, nó không mang cảm lại ức chế cho anh em. Đấy, trên đây là video review mẫu đồng hồ thông minh S10 Pro phiên bản Gen 4 V2 em nhé. RAM 8GB và bộ nhớ 128GB. Anh em nào quan tâm thì số điện thoại em để dưới phần mô tả nhé. Anh em có thể nhắn tin Zalo để đặt hàng. Đấy, ưu đãi cho anh em trong thời gian đặt hàng sớm nhất. Khi mà con S10 Pro này em sẽ giảm thêm cho anh em 100k và sẽ tặng cho anh em thêm một cái dây nữa, tặng anh em thêm một cái dây đeo nữa và một hai miếng dán anh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu hay thì anh em hãy nhấn like và đăng ký kênh giúp em để em ra động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.